Xin chào các bạn, nó quay trở lại với channel của Thuấn. Yeah, hiện tại thì Thuấn đang ở giữa trung tâm Sài Gòn. Với không khí thì lúc 7 giờ mấy thì rất là nóng nực. Nhưng Thuấn đã kiếm được một chỗ chill rất là lý tưởng nha. Mọi người muốn biết ở đâu chứ gì? Thuấn sẽ chỉ cho mọi người. Với không gian như thế này thì mình có thể tận hưởng. Hello mọi người. Cái gì vậy trời, ông anh họ của tôi? Anh tôi hoài vậy? Chú em ơi, lâu ngày không gặp. Dạo này sao rồi? Fan quá trời mà. Không dám, chào anh họ của tôi. Lâu quá gặp hoài. Nhờ phước của ông á, tôi vẫn sống tốt. Hôm nay á, anh qua đây á là bạn công việc chú em. Chú em biết rồi mà. Tôi nói với anh rồi, ông đừng có phí thời gian vô ích nữa ha. Tôi không muốn tham gia những trò chơi may rủi đó. Và lượng fan của tôi á, là những người dân có trí thức. Ở đây không phải là trò chơi may rủi, mà ở đây là trò chơi thắng không thua. Mà nếu lỡ có trượt á thì có bảo hiểm lo. Ok. Có thể kiếm tiền dễ vậy sao? Dễ thì ông tự đi kiếm một mình đi, lo cho vô chi. Cái này là người chơi hệ bề đàn. Ê lũ, hệ họ hàng. Chú em cứ yên tâm, chú em là họ hàng gia đình, tôi mới đưa chú em vô được. Còn gặp người khác hả? Mơ đi. Nhưng mà ông nói thiệt không? Nhưng mà cái gì mà nhưng mà? Nói cho nghe. Nếu như mình lướt sóng mùa này thành công thì mình sẽ có rất là nhiều tiền, và cũng có thể có thêm nhiều fan hâm mộ nữa. Mà ông anh họ mình chắc không dám chơi mình đâu. Ok, chốt đơn. Ê mày, mày thiếu tiền ăn bao nhiêu à? Thì đâu đó khoảng 5 triệu nữa. Mày lo bụ tao đi. Chỉ cần vài ngày thôi mày kiếm được số tiền gấp 5 lần như vậy nữa. Ok chứ. Nếu mày làm tốt hay gấp 10 lần. Lệ vô, quay. Kêu tao thôi mà tao quay lại nha. Rồi, okay. Rồi, gia sang giáng sinh luôn. 1, 2, 3, diễn. Ta-da-da. Đã là mình đây. Xin chào các bạn tham gia channel của Thuấn. Hôm nay tâm trạng của các bạn như thế nào nè? Buồn hay là vui? Nói Thắng nghe coi. Hôm nay tâm trạng của Thắng á, thì rất là happy nha, mà là so happy đó nha. Biết tại sao không? Hôm nay Thắng có cái này mới mua nè. Xin giới thiệu các bạn. Đó, một con xe hơi màu trắng. Biết tại sao mày thích màu trắng không? Màu trắng thể hiện sự tinh khiết nè, giống như cái tên của Thắng đây, thích thẳng thắn. Mà các bạn hỏi mình làm sao mua được chiếc xe này chứ gì? Mình không giấu gì các bạn, mình đã âm thầm tham gia sàn giao dịch FM 2 tháng trời. Gì? Nhiều quá hả? Thời gian nó không có nhiều đâu. Có người chỉ mất một tuần hay là vài ngày thôi đã thành tỷ phú rồi, đã đổi đời rồi đó. Nếu các bạn tin tưởng mình, hãy inbox cho mình. Thắng sẽ tích cực và chỉ và check tin nhắn của các bạn nhé. Còn bây giờ thì Thắng xin lỗi các bạn, Thắng bận hẹn tài xế mới rồi. Tại vì biết sao không? Thắng không biết lái xe nè. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ đón xem channel mới của Thuấn nhé. Bye bye. Ta-da-da-da. Kính thưa các bạn, đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền ảo bây giờ là xu hướng của toàn cầu. Đó là mô hình của nước ngoài mà Việt Nam mình tận dụng vào điều đó rất là tốt. Ví dụ, các bạn đầu tư vốn là 100 triệu đi, thì trong đó các bạn được trích ra 3% tiền bảo hiểm an toàn. Tham gia hệ thống chơi game, nếu các bạn thắng thì sao? Thì tiền của bạn được nhân 2 và cộng 24% tiền lời. Ngại gì không chơi? Sao? Ngày hôm nay lướt newsfeed, lướt Facebook cũng kiếm tiền. Đâu có nghĩ đâu xa. Nào các bạn thua, buồn không? Có gì đâu mà buồn. Trời ơi, bảo hiểm đây trả cho bạn tiền gốc và cộng 100 tiền lời chỉ trong vòng một ngày hoàn vốn. An toàn.
đó. Các bạn đầu tư ít thì kiếm tiền ít, đầu tư nhiều thì kiếm tiền nhiều, còn đầu tư ngay bây giờ thì thành tỷ phú sớm thôi. Nhưng chính sống là tôi, các bạn thấy đó, chỉ trong 2 tháng tôi đã có được cái chiếc xe đó. Thoải mái không? Ngại gì mà... Bổ tay. Khoan, các bạn tham gia với tôi, đầu tư chỉ có thắng chứ không có thua. Cảm ơn mọi người. Và xin giới thiệu mọi người, hiện tại ở đây người anh Thiên Phú là người đã dẫn dắt tôi vào hệ thống FM. Anh hãy chia sẻ cho mọi người được biết là anh tham gia hệ thống được bao lâu và anh kiếm tiền được bao nhiêu từ hệ thống. Mời anh Thiên Phú. Xin chào mọi người, tôi tên là Thiên Phú và tôi tham gia công ty được 3 tháng và lợi nhuận của tôi thu được là 20 tỷ đồng. Yeah, cảm ơn anh Thiên Phú. Mời mọi người vỗ tay ạ. Rồi, xin một lượt vui lắm. Yeah. Và đây là người anh Jan Cheney đến từ Hồng Kông. Và anh ấy cũng là nhà đầu tư tài ba, cũng là CEO của hệ thống FM bên Hồng Kông. Xin cửa. Anh ấy nói từ khi anh tìm hiểu FM, anh ấy chưa tin, nhưng mà anh ấy chơi thử 2 tháng thôi, anh ấy đã sắm được cho mình chiếc Mercedes màu đen à. Hữu len à. Và chưa dừng lại đó, tròn 1 năm anh ấy kiếm được 2 căn penthouse và vài mảnh đất ở bên Hồng Kông rồi đó các bạn ạ. Đó, đi chụp tặng thế kìa. Cái chỗ nào tặng, đi chỗ nào tặng. Chỗ to tặng to, chỗ xíu tặng xíu. Chỗ ngay tặng ngay. Thank you. Anh ấy nói là các bạn muốn biết hay là muốn hỏi gì hãy liên hệ người leader, và người đó là tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn đầu tư ít thì lời ít, đầu tư nhiều thì lời nhiều, còn đầu tư ngay bây giờ thì giàu sớm thôi. Còn cần tỏ con xây cả chuyện muốn leo cái đầm này à, thì cứ sẵn thế muốn lo đấy. Thank you Jan Cheney. Rất xin lỗi mọi người, anh Jenny hiện tại rất là bận. Anh chỉ dành thời gian chút ít để chia sẻ với mọi người thôi. Hiện tại nó đi rồi. Ông có chắc chắn là lời nhiều như vậy không? Tôi chắc chắn với cậu là 100%. Cậu hãy tin vào tôi. Tôi là nhân chứng sống. Chỉ trong vòng 2 tháng thôi mà tôi đã kiếm được xe hơi rồi đấy. Nếu mà cậu chắc chắn không lỗ gì á, tôi sẽ dùng số tiền mà tôi nhận tháng sáng mấy tháng này và tiền chợ của mẹ tôi tháng này đầu tư vô hết cho. Okay. Chắc nha. Ê, tôi cũng có chút tiền dành dụm từ năm ngoái tới giờ rồi á, hay là lần này chơi thử biết đâu mua được chiếc xe máy điện sao nhỉ? Ngại gì mà bà không chơi, không những xe máy điện đâu mà còn xe hơi điện nữa kìa. Chắc nha. Bà Thương, bà làm gì mà suy tư trầm tư dữ à? Tôi thì không có tiền riêng, thôi để tôi lấy tiền thu hụi giúp má tôi chơi vậy, mai mốt lấy lời đưa trả má sau. Không những bà không lời, trong vòng mấy ngày thôi bà có tiền lời cho mẹ mình rồi. Ngày gì mà không chơi, đúng không? Ok rồi chứ, tôi đã chia sẻ với mọi người hết rồi nha. Giờ mọi người cứ về tải app và nhập thông tin. Ok. Chốt đơn nha. Chốt đơn. Come on, come on. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời ơi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chưa bắt máy nữa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Bạn tin tưởng mình, hãy inbox cho mình, Thắng sẽ tích cực và chỉ và check tin nhắn của các bạn nhé. Còn bây giờ thì Thắng xin lỗi các bạn, Thắng bận hẹn tài xế mới rồi. Tại vì biết sao không? Thắng không biết lái xe nè.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ đón xem channel mới của Thắng nhé. Bye bye. Ta 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 ta. Mày sao làm cho mày? Đi Thắng. Ui, trễ gì ba, lấy trừ lương à. Chỉ có 2 tiếng à, căng trời. Bạn này nhiều xô quá. Ủa mà nay tên tôi là gì ạ? Đợt này tên của ông là Gia Trang Ni. Đến từ Hồng Kông. Gia Trang Ni là Trang China hả? Đại loại là vậy. À, bộ đồ này đợt này đẹp á. Không có xe tôi như tập trước. Ồ, ba này ngoài si thiếu gì. Mình giờ chuyên nghiệp rồi. Làm vài bộ đồ chạy xô cho nó ngon lành hả? Mà nhanh nhanh lên. Lát tôi còn đi xô chạy cho bên kia, cho bên ông ca sĩ hết thời. Ôi trời ơi. Tình hình sao không? Sáng giờ tôi vô hệ thống không được luôn á. Chắc trang web đang treo rồi đúng không? Ông thử coi ông điện cho ông anh họ gì á. Giải quyết giùm tụi tôi đi. Rồi xong, sập sàn chắc luôn. Tiền hồi của mẹ tôi. Giờ làm sao tôi dám về nhà đây? Bả mà biết tôi lấy tiền bả đi đầu tư, chắc cào nát mặt tôi ra mất. Ông nghĩ cách gì chứ, tiền của tôi và mọi người đều đổ dồn vào hệ thống rồi đó. Giờ tôi cũng đang rối lắm rồi. Giờ lượng fan của tôi giờ chuyển sang anti fan mất rồi. Tôi còn không dám online đây nè. Bao nhiêu hình ảnh tôi gầy dựng. Tham thì thâm mà. Đây là chùm đa cấp. Được. Tháng là 10 điểm. Đây là nhân viên đợi cơm. Cái mặt bơ phờ như ai cũng đói cơm.